Xin chào các bạn, mình tên là Chế Công Bình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ công cụ Camtasia Studio để chúng ta có thể quay màn hình vi tính chúng ta, để chúng ta có thể giảng những bài học mà chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta làm những chương trình demo có liên quan đến màn hình desktop của chúng ta mà các bạn muốn cho chia sẻ với người khác. Thì bộ Camtasia Studio này nó sẽ giúp chúng ta không những về quay màn hình mà giúp chúng ta chỉnh sửa những gì chúng ta đã quay, thêm bớt và chúng ta thêm những đoạn video mà chúng ta mong muốn vào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn download Camtasia Studio. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở Chrome lên, mở trình duyệt lên. Thì các bạn search là Camtasia và các bạn vào trang chính của nó, chính là trang techmix.com. Thì các bạn nhấp vào. Thì để download bộ công cụ Camtasia Studio này thì nó sẽ có hai bản, một bản dành cho PC và một bản dành cho máy Mac. Thì bạn thấy là dĩ nhiên chúng ta phải mua bản quyền ha. Thì bản quyền của nó là 10 đô, 30 đô gì đó. Thì bây giờ mình sẽ xài bản là bản Free Joe ha. Mình xài bản Free Joe. Rồi thì mình xài Windows, mình nhấp vào download để tiến hành download về. Thì dĩ nhiên các bạn nhập mail các bạn ở đây và các bạn download về, các bạn cài đặt, các bạn nhập mail gì đó thì các bạn và các bạn sẽ download về. Thì khi download về thì các bạn cài đặt lên thì các bạn sẽ có được cái giao diện Camtasia Studio như thế này. Thì các bạn thấy là rất đơn giản đúng không? Thì quá trình cài đặt thì các bạn chỉ cần chấp nhận bản quyền của nó, rồi các bạn nhập cây vào và net. Như vậy là chúng ta đã có được bộ công cụ Camtasia Studio. Xin chào và hẹn lại các bạn.